thành phố Hồ Chí Minh thêm 11 ca nghi COVID-19. Sáng ngày 4 tháng 6 ghi nhận 11 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 trường hợp liên quan Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, 2 phát hiện tại bệnh viện FV. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, 9 trường hợp liên quan nhóm truyền giáo là các tiếp xúc đã được cách ly từ trước, phân bố tại thành phố Thủ Đức, quận Bình Tân, Gò Vấp. 2 trường hợp phát hiện đi khám tại bệnh viện FV, địa chỉ cư trú tại thành phố Thủ Đức, đang được điều tra xác minh nguồn lây. Như vậy, thành phố Thủ Đức ghi nhận tổng cộng 7 trường hợp nghi nhiễm. Đêm qua, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao thông báo do Thủ Đức phát sinh nhiều ca F0 cần tập trung xử lý quyết liệt và kịp thời. Việc xét nghiệm tập trung cho người lao động ngày 4 tháng 6 phải dời lại đến khi có sắp xếp mới. Từ ngày 18 tháng 5 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 287 ca COVID-19 đã được công bố, 11 ca nghi mắc trên hiện đứng thứ tư cả nước về số ca COVID-19 cộng đồng trong đợt dịch này. Trong đó, ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện từ ngày 26 tháng 5. Thành phố đã triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm khẩn khi nhận thông tin ca mắc mới. Ngành y tế cũng mở rộng giám sát các hộ gia đình, các khu vực xung quanh nơi ca mắc cư trú hoặc làm việc. HCDC nhận định thành phố có thể xuất hiện những ca nhiễm không rõ nguồn gốc trong cộng đồng do dịch bệnh đã âm thầm lây lan. Thành phố đã chuẩn bị ứng phó cho các tình hình dịch bệnh khác nhau. Người dân không hoang mang, lo lắng nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan, luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo 5K và các quyết định của chính quyền, khuyến cáo của ngành y tế.